Các bạn thân mến, hình ảnh những chú chó nghiệp vụ tham gia vào công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích ở làng Nủ đã gây được nhiều sự chú ý không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. Đặc biệt ở Trung Quốc, những hình ảnh nói về chú chó nghiệp vụ Việt Nam xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Hình ảnh những chú chó lội bùn, le lưỡi thở dốc và người lấm đầy bùn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Điều này đã khiến nhiều người Trung Quốc xúc động mạnh, nhất là những người yêu quý động vật. Được biết, ngày 12 tháng 9, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng 5 chú chó nghiệp vụ thuộc trường trung cấp 24 biên phòng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ lũ quét tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trường trung cấp 24 biên phòng nổi tiếng là nơi đào tạo chó nghiệp vụ tinh nhuệ. Chó được huấn luyện bài bản để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trong các điều kiện khắc nghiệt. Những chú chó này có khả năng nhạy bén trong việc phát hiện dấu vết người, kể cả khi các nạn nhân bị vùi sâu dưới lớp bùn đất hoặc đống đổ nát. Chính sự tinh nhuệ này đã giúp quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ lũ quét hiệu quả hơn. Nhờ khả năng phát hiện mùi của chó nghiệp vụ, bước đầu tiên lực lượng chức năng đã xác định được 2 vị trí có dấu hiệu cần tập trung tìm kiếm. Sau khi xác định vị trí, các máy xúc đã được huy động để đào và tìm được một số nạn nhân ngay sau đó. Ngày 17 tháng 9, 5 chú chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Đội Biên phòng đã được đưa đến thôn Nậm Tâm, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai để tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xóm Bản Cái, làm 11 người chết và 7 người mất tích. Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, do địa hình bị chia cắt, đội cảnh khuyển phải dừng cách hiện trường tìm kiếm 10 km, tiếp tục được vận chuyển bằng vào xe công nông. Ngay sau khi cơ động đến hiện trường, các lực lượng nỗ lực tìm và đưa các nạn nhân về với gia đình. Các lực lượng khác tham gia tìm kiếm gồm công an, quân đội, lực lượng biên phòng cùng các tình nguyện viên. Tại hiện trường, dù đã được máy xúc và hỗ trợ, nhưng lượng đất đá sạt lở xuống với khối lượng rất lớn, phạm vi tìm kiếm rộng nên việc tìm kiếm 7 người mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, thời tiết mưa nắng thất thường, nơi ăn nghỉ tạm bợ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ. Nhờ có những chú chó nghiệp vụ, công tác tìm kiếm đã trở nên dễ dàng hơn. Ngày 18 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam thông tin, tại huyện Bắc Hà, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 thi thể, chưa xác định được danh tính, được cho là mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Nậm Tâm, xã Nậm Lúc. Hiện vẫn còn 7 người mất tích tại các xã Nậm Lúc 5 người, xã Cốc Lầu 2 người, còn 12 người bị thương đang điều trị. Tính đến thời điểm này, Bắc Hà có 27 người tử vong, 7 người mất tích, 19 người bị thương, trong đó 7 người đã xuất viện. Tính đến thời điểm 14 giờ ngày 18 tháng 9, làng Nủ đã ghi nhận 53 người thiệt mạng, 13 người mất tích, 15 người bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Số người được xác định an toàn là 87. Những thông tin về công tác cứu hộ và tìm kiếm của Việt Nam đặc biệt được người Trung Quốc quan tâm. Hàng loạt video nói về công tác tìm kiếm, đặc biệt là tại làng Nủ. Nhiều người Trung Quốc chỉ theo dõi một vài tin tức rồi cho rằng tại sao Việt Nam không sử dụng máy móc, đặc biệt là dùng máy xúc? Ở Việt Nam không có máy giò à? Không có chó nghiệp vụ à? Ngoài ra còn rất nhiều góp ý và ý kiến của các chuyên gia online Trung Quốc. Đặc biệt, có người còn nói, nếu Việt Nam cứ tìm thủ công bằng gậy như thế này thì chục năm nữa cũng không thể tìm kiếm được hết. Nhưng khi họ xem được những video khác thì nhiều người Trung Quốc đã phải quay xe và thừa nhận rằng mình đã sai. Có một người nói rằng, tôi xem những video trước, thấy người Việt Nam sử dụng gậy để dò từng mét đất. Nếu tìm kiếm như vậy sẽ mất hàng chục năm cũng không thể tìm thấy được. Lúc đó tôi nghĩ, Việt Nam không có máy xúc à? Tại sao không dùng máy xúc? Nhưng khi xem được video này thì tôi đã nghĩ sai về họ. Có vẻ như công tác tìm kiếm ở Việt Nam đang rất hiệu quả. Họ sử dụng nhiều phương pháp, vừa sử dụng máy móc, vừa sử dụng con người và chó nghiệp vụ. Ngoài ra, nhiều người Trung Quốc thấy chó nghiệp vụ Việt Nam lè lưỡi thở dốc, người lấm bùn thì vô cùng thương xót, đặc biệt là những người yêu động vật. Nhưng khi thấy chiến tích của những chú chó này thì ai nấy đều khâm phục. Không chỉ chiến tích tại làng Nủ và trong công tác tìm kiếm những người mất tích mà còn rất nhiều chiến tích khác. Đặc biệt là chiến tích tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ của quân đội Việt Nam sau 10 ngày tìm kiếm tại 31 điểm đã xác định 15 vị trí có người. Lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy 38 nạn nhân. Vậy cụ thể, dân mạng Trung Quốc đã nói gì khi xem được video này? Thì chúng ta cùng nhau theo dõi ngay sau đây nhé! Việt Nam vẫn có chó nghiệp vụ dùng trong cứu nạn và tìm kiếm người mất tích sao? Những con chó này có làm được không? Tại sao không sử dụng các thiết bị hiện đại như ảnh nhiệt và máy giò? Những thiết bị này chỉ có thể phát hiện được động vật hoặc người nhạy cảm với nhiệt và vô nghĩa đối với người chết. Những nạn nhân này bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, chỉ có những chú chó được huấn luyện chuyên nghiệp mới phát hiện ra được. Diện tích tìm kiếm quá rộng và số người mất tích không quá nhiều, rất khó để tìm kiếm. Huy động hàng chục máy xúc cũng khó trong thời điểm này.
Thế nên dùng chó nghiệp vụ mới là lựa chọn đúng đắn. Chó nghiệp vụ phát huy khả năng tìm kiếm ở những vùng thiên tai như thế này. Ở Việt Nam không có máy dò hồng ngoại à? Chỉ cần mang máy này tới là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi đoán nó vẫn chưa có ở Việt Nam. Chó tìm kiếm cứu nạn có khứu giác tốt hơn của con người. Vị trí mất tích cũng chính xác hơn. Tôi đọc thông tin và biết được những chú chó này đã tìm kiếm được rất nhiều người. Đây là một tin vui. Quân đội nhân dân đã dùng hết sức lực của mình để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ tận tình, chu đáo cho người dân. Phương pháp dùng chó nghiệp vụ cứu nạn rất hay, mũi của chó rất nhạy bén, cuộc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chó nghiệp vụ Việt Nam giỏi quá, thấy mà xúc động khi chúng lội bùn tìm kiếm nạn nhân. Tôi không nghĩ Việt Nam có đội chó nghiệp vụ mạnh như vậy, quá ấn tượng. Nhìn những chú chó mệt mỏi nhưng vẫn làm việc, thấy thương những em nào quá. Nhìn hình ảnh những chú chó lấm bùn mà thương quá, mong chúng giữ gìn sức khỏe. Dùng chó nghiệp vụ kết hợp với máy móc là cách rất hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn. Công tác cứu hộ của Việt Nam được chuẩn bị tốt hơn tôi tưởng, nhất là khi có chú chó nghiệp vụ tham gia. Sự phối hợp giữa con người và chó nghiệp vụ đã giúp quá trình cứu hộ nhanh hơn. Không phải nước nào cũng có thể sử dụng chó nghiệp vụ thành công như Việt Nam. Xem video của những chú chó nghiệp vụ, tôi thật sự cảm thấy tự hào về khả năng của chúng. Thật là một hình ảnh đẹp khi con người và chó cùng nhau làm việc vì mục tiêu cứu hộ. Chó nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của nạn nhân. Họ có thể đã không tìm thấy nhiều nạn nhân nếu không có những chú chó nghiệp vụ. Dùng chó nghiệp vụ là một quyết định thông minh của lực lượng cứu hộ Việt Nam. Chúng không chỉ giúp tìm người mà còn đem lại hy vọng cho những gia đình nạn nhân. Dù trời mưa gió, bùn đất, nhưng những chú chó vẫn không ngừng nghỉ. Điều này làm tôi xúc động. Tôi nghe nói họ cũng sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ và phát hiện ra rất nhiều nạn nhân. Thật à bạn, lần đầu tiên tôi nghe thông tin này, những chú chó này giỏi quá. Thật sự rất đáng thương, không có sự phân biệt giữa quốc gia khi phải đối mặt với thiên tai. Chúng ta cùng nhau vượt qua thiên tai. Nếu ai biết các kênh quyên góp thì gửi cho mình nhé. Nếu mình muốn quyên góp cho họ. Tại sao Việt Nam không sử dụng máy xúc? Nếu sử dụng máy xúc và các thiết bị dò tìm hiện đại, quá trình tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn cho những người lính. Đúng vậy, mười mấy chiếc máy xúc có thể lật từng mảnh đất này trong một ngày. Đầu tiên là đào từ rìa lên, sau đó từ từ di chuyển vào trong để không có khu vực nào bị bỏ sót. Các bạn nói thì dễ, nhưng khi thực hiện là một vấn đề khác. Đất sạt lở, kèm với mưa lớn thường rất lầy lội, dễ xuất hiện những hố bùn sâu hàng chục mét. Máy xúc không thể hoạt động được ở những địa hình như vậy. Tôi xem video tìm kiếm ở Việt Nam, họ vẫn sử dụng máy xúc và kết hợp với các phương pháp dò tìm khác nhau, như vậy sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm là phương pháp rất hay, nhưng điểm mấu chốt là tìm ra các rào chắn nước và bùn ở hai bên nhà ở, nơi thi thể có thể bị mắc kẹt tại đó. Tôi xem những video trước, thấy người Việt Nam sử dụng gậy để dò từng mét đất. Nếu tìm kiếm như vậy sẽ mất hàng chục năm, cũng không thể tìm thấy được. Lúc đó tôi đã nghĩ, Việt Nam không có máy xúc à, tại sao không dùng máy xúc? Nhưng khi xem được video này thì tôi đã nghĩ sai về họ. Có vẻ như công tác tìm kiếm ở Việt Nam đang rất hiệu quả. Họ sử dụng nhiều phương pháp, vừa sử dụng máy móc, vừa sử dụng con người và chó nghiệp vụ. Bạn giống tôi, ban đầu cũng thắc mắc tại sao họ không sử dụng máy xúc đi trước để dọn đường. Bộ đội đi sau để tìm kiếm kỹ hơn, để không bỏ sót bất cứ thứ gì. Hóa ra suy nghĩ của tôi đã sai. Chó là động vật trung thành của nhân loại, với khứu giác nhạy bén, nó có thể ngửi bất cứ thứ gì. Để đào tạo được những chú chó như thế này không hề dễ, nó phải được huấn luyện rất nghiêm khắc. Ôi thương những chú chó này quá, nhìn chúng lè lưỡi để thở và người lấm bùn mà thấy thương quá. Tuy là người Trung Quốc, nhưng tôi cũng hy vọng các em có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể thấy đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Việt Nam đúng không? Người Hồ Nam biết rõ nhất về thương vong do lở đất ở Thâm Quyến năm 2015. Đó là những bình luận của dân mạng Trung Quốc. Hình ảnh những chú chó nghiệp vụ trong công tác cứu hộ tại làng Nủ không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là minh chứng cho tinh thần hợp tác giữa con người và động vật trong việc vượt qua khó khăn. Chúng ta không chỉ cảm thấy biết ơn, mà còn trân trọng những đóng góp của các lực lượng tham gia cứu hộ, đặc biệt là những chú chó cứu hộ đã góp phần quan trọng trong việc cứu lấy những mạng sống và mang lại hy vọng cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Phía trên là nội dung của ngày hôm nay, còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.